Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, thượng tọa chư tôn đại đức tăng, quý ni trưởng, ni sư, chư tôn thiền đức ni. Chúng con có duyên lành được nghe những lời pháp thiện rằng: ơn cha vòi vọi thái sơn, nghĩa mẹ sâu tợ biển trời mênh mông, dẫu cho dân cả cuộc đời cũng không trả nổi ơn người sanh ra. Thật vậy, cha mẹ đã tạo nhân duyên cho con đến với thế gian này, trao cho con sắc vóc hình hài, lo lắng cho con từng miếng cơm manh áo, nuôi nấng con nên người, nâng niu con như hòn ngọc quý. Cha mẹ luôn mong mỏi cho con được một đời bình an. Tình thương yêu thiêng liêng ấy không ngôn từ nào có thể diễn tả hết được. Công ơn nuôi dưỡng của hai đấng sanh thành sâu rộng hơn biển khơi, lớn lao hơn núi non. Dẫu con có cõng mẹ cha dắt vòng hòn núi tu di, thì đến trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đền. Thế nên chúng con noi gương hiếu hạnh của tôn giả Đại Hiếu Mục Kiền Liên, y theo lời Phật dạy, đến kỳ tự tứ lập đàn trai tăng, nương nhờ thần lực của chư tôn thiền đức, ngõ hầu mong cầu phước lành bình an cho cha mẹ còn đang tại thế. Và cha mẹ bảy đời quá vãng sẽ được hóa sanh về cảnh giới an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý vị nam nữ Phật tử, ngọn lửa hiếu sẽ không dập tắt cho những ai thấu hiểu ơn dày. Dòng sữa mẹ, giọt mồ hôi cha đã nuôi dưỡng cho ta khôn lớn. Đã bao mùa thu đi qua, câu chuyện của Đức Mục Kiền Liên vẫn còn vang vọng sống mãi với dòng thời gian. Giọt nước mắt của Ngài vì thương mẹ đã trải dài trong tâm thức của người con Phật, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Chúng ta có rất nhiều điều kiện để hạnh phúc, nhưng điều kiện hạnh phúc đầu tiên là vẫn còn có cha, có mẹ. Mùa Vu Lan bên cạnh những niềm vui hạnh phúc, mấy ai mà không chạnh lòng trước những bông hồng trắng cài lên ngực áo. Bao cảm xúc nghẹn ngào trong lòng, tràn ngập những nhớ thương giữa đôi bờ còn và mất, giữa hiện tại và quá khứ, giữa hạnh phúc và thương đau. Dù chúng ta là phàm phu hay thánh nhân, nếu nhịp tim còn lên xuống thì nghĩa ân tình của cha mẹ còn đong đầy. Người đã cho chúng ta thân thể, hình hài, trái tim và nhịp sống, hơi thở và nụ cười, để ngày hôm nay chúng ta có những giây phút hoài niệm về đấng sinh thành. Hôm nay ngày 26 tháng 7 năm Giáp Thìn, với tinh thần cao quý ấy và cùng đón chào một mùa Vu Lan báo hiếu lại trở về, Thiền viện Bảo Hải chúng con tổ chức đại lễ Vu Lan, sắm sanh lễ vật, nương nhờ oai lực của đại tăng nhất cũ nhất kề, cầu nguyện cho cửu hiền thất tổ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con xa rời đường dự, sanh về cõi lành. Cha mẹ hiện tiền được sức khỏe bình an, biết nương vào tam bảo. Đó cũng chính là lý do của buổi lễ. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được đảnh lễ cung kính và giới thiệu Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Nguyên Bình, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Bà Rịa. Chúng con xin được cung kính đảnh lễ và giới thiệu Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Minh Huân, Phó trưởng ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Bà Rịa. Chúng con xin được cung kính đảnh lễ và giới thiệu Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Thánh Biền, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đất Đỏ. Chúng con xin được cung kính đảnh lễ và giới thiệu Đại đức Thích Nhật Đạo, Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Bà Rịa. Về phía chư ni, chúng con xin được cung kính giới thiệu Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Bình,
trưởng phân ban đi giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng con xin được cung kính giới thiệu ni trưởng Thích Nữ Hạnh Nhân, phó thường trực phân ban ni giới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng con xin được cung kính giới thiệu ni trưởng Thích Nữ Hạnh Nghiêm, phó phân ban ni giới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và chúng con cũng xin được cung kính đảnh lễ và giới thiệu chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, trụ trì các từ viện, tỉnh thất, tỉnh xá, niệm Phật đường, cũng về chứng minh và tham dự buổi lễ sáng hôm nay. Chúng con xin được cung kính đảnh lễ và giới thiệu chung. Xin dâng lên vạn đóa hồng, mênh mông tình mẹ, ấm nồng tình cha. Giờ đây, những đóa hoa của thiên nhiên, của đất trời, như những đóa hoa tâm mà các em trong gia đình Phật tử xin dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, hiện tiền chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, và cũng như dâng lên hai đấng sinh mệnh.
mùa báo hiếu như tiếng chuông thức tỉnh lòng người trở về cội nguồn tổ tiên, khơi gợi bao tấm lòng hiếu kính của những người con đối với hai đấng sinh thành. Để nâng cao giá trị đạo hiếu, xin mời sư cô Thích Nữ Hải Trung đọc cảm niệm Vu Lan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, hôm nay chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Kính bạch quý ngài, cho phép chúng con được nói lên những tình cảm của mình về hai đấng sanh thành trong ngày đại lễ Vu Lan. Chúng ta may mắn được sanh làm thân người là một nhân duyên thù thắng. Thọ ơn cha mẹ cho ta sắc vóc hình hài. Mẹ đã mang nặng đẻ đau, nhiều vất vả cực nhọc, nhưng hạnh phúc và trông mong ngày con chào đời. Thế giới của mẹ bây giờ chỉ có con, chỉ toàn là bỉm sữa, là những câu hát, lời ru với tất cả tình thương bao la bất tận. Mẹ cười hạnh phúc khi nghe con bập bẹ hai tiếng mẹ cha. Mẹ vui với những giấc ngủ say nồng của con, vui với những câu hỏi ngây thơ mà con đã hỏi hàng trăm lần, vui với những bước chân con lon ton chạy quanh mẹ. Cứ thế mà mẹ ngày một già cỗi, đôi tay đã chai sừng theo dòng thời gian khôn lớn của con. Mẹ vui theo niềm vui của con, và rồi mẹ cũng đau lòng trước những lời nói bướng bỉnh ngỗ nghịch của con. Con lớn rồi, mẹ cũng ít được gặp con, nếu có chỉ là những lần vội vàng con chào tạm biệt mẹ. Mẹ chưa nói lời gì là con đã vội đi. Nếu có quan tâm hỏi thăm thì con gắt gỏng bảo rằng con đã lớn, cần có cuộc sống riêng, cần có thế giới riêng. Nghe vậy mẹ chỉ ngậm ngùi rơi nước mắt, đâu biết rằng con dù lớn vẫn là con của mẹ, đời lòng mẹ vẫn theo con. Chúng ta sẽ có cuộc sống mới, hạnh phúc mới, nhưng sẽ không có một ai lo cho ta đói no bằng mẹ, cũng chẳng ai quan tâm đến những vui buồn của ta bằng mẹ. Những lỗi lầm ở quá khứ chúng ta hãy sửa đổi và viết lên những trang giấy mới bằng tình thương và lòng biết ơn vô hạn đối với mẹ. Vậy nên hãy cho mẹ có được một góc nhỏ trong trái tim của ta, để khi mỏi mệt, khi gặp khó khăn vấp ngã thì chúng ta có nơi để trở về nương tựa hơi ấm và tình thương của mẹ. Tuổi thơ của con đã gắn liền với cha. Từ nhỏ, con đã lẻo đẻo theo cha đi khắp nơi. Thấy bóng dáng của cha là con liền chạy đến, nói vớ vẩn, hỏi vu vơ. Cha thường chở con đi học bằng chiếc xe đạp sườn ngang, hay nhường thức ăn ngon cho con, thường hay cắt tóc cho con. Những gì tốt đẹp nhất cha đều dành hết cho con. Vì con mà cha hy sinh tất cả, bóng mây lặng thầm che chở đời con. Cứ thế mà ngày qua ngày, năm qua năm, con được sống khôn lớn trong tình thương của cha. Từ trước đến giờ, con vẫn sống bình yên, hạnh phúc. Cứ tưởng cuộc sống rất yên ả, dễ dàng. Đến khi cha mất, một mình con phải bươn chải, tự vượt qua những chông gai thử thách. Khi ấy con mới nghẹn ngào nhớ đến cha, nhớ đến những hy sinh bao năm qua. Cha đã hy sinh thầm lặng, không nói một lời. Nhớ đến những bữa cơm đoàn viên,
có cha và mẹ. Hạnh phúc thật đơn giản nhưng quý giá biết bao. Sợ lắm khi con khôn lớn nhưng cha không còn nữa. Sợ lắm đường đời đầy chông gai thử thách, không còn cha ở bên chỉ dạy. Sợ lắm khi một mình con bước đi bơ vơ lạc lõng trên đường dài hiu quạnh. Sợ lắm khi nhìn lên di ảnh bỗng chạnh lòng thương xót nhớ về cha. Giờ đây chỉ còn một mình con phải bước tiếp, chẳng còn ai ngóng trông chờ đợi con mỗi ngày. Chẳng còn những lời động viên quan tâm khi con gục ngã, chỉ còn lại đây nỗi nhớ cha da diết. Con muốn nhìn thật kỹ khuôn mặt cha, muốn nhìn thấy những vết nhăn trên vầng trán của cha, muốn được nghe giọng nói ấm áp của cha. Dù cha đã rời xa thế gian, nhưng tình yêu thương của cha sẽ luôn là nơi để cho con trọn đời tựa nương. Bàn chân con sẽ đi tiếp, bước vững vàng hơn. Xin cha hãy tin và dõi theo, và con mong ở phương trời xa cha luôn yên bình. Khép lại nỗi đau thương, con tiến bước về phía trước. Bởi lẽ trong từng tế bào, trong từng nhịp đập, trong từng hơi thở, đều có ông bà, tổ tiên, đều có cha mẹ. Thế nên con sẽ sống tốt hơn mỗi ngày. Lá rụng về cội, rồi lại làm dưỡng chất để tưới tẩm cho những mầm xanh được phát triển. Lá chỉ thay đổi hình dạng chứ chẳng mất đi bao giờ. Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế, vậy nên chúng ta hãy thương yêu, chăm sóc khi cha mẹ còn hiện hữu. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi còn có cha mẹ. Và người ơi, xin hãy khắc ghi. Ai ơi, xin nhớ đừng quên, mẹ sanh cha dưỡng mới nên thân người. Hiếu hạnh là ở nơi tâm, thương cha kính mẹ ơn thâm sanh thành. Mỗi năm đâu chỉ vu lan, đến chùa cầu nguyện song thân an bình. Ngày ngày báo hiếu mẹ cha, quan tâm chăm sóc mới là thật tâm. Ước mơ con rất nhỏ nhoi, cầu cho cha mẹ sống đời bên con. Cho con sức sống tình thương, sống trong nhân nghĩa thiện lương chân thành. Một mai gió rét tuyết sương, vắng cha mất mẹ tan thương cõi lòng. Vắng cha vắng chỗ tựa nương, mất mẹ mất cả tình thương vỗ về. Chắp tay quỳ trước Phật đài, nguyện cầu cha mẹ thác sanh cõi lành. Giọt nước mắt mãi chảy xuôi, ân tình cha mẹ ngàn đời không quên. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Dù con đi khắp chân trời, cũng không đi hết những lời mẹ ru. Dù con phụng dưỡng mẹ cha, biển trời ân đức không sao báo đền. Năm 1962, trong một căn nhà gỗ ven rừng ở nước Mỹ, Thiền sư Nhất Hạnh đã viết một bài văn mang tên Bông Hồng Cài Áo. Lời văn ấy mộc mạc chân thành, nhưng thật da diết và chan chứa ân tình. Từ bài văn đó, lễ cài bông hồng trong lễ Vu Lan chính thức xuất hiện và phổ biến cho đến ngày hôm nay. Kế tiếp chương trình là đọc ý nghĩa hoa hồng. Xin mời sư cô Thích Nữ Hải Thuần. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, kính thưa quý ni trưởng, ni sư, chư tôn đức ni, cho phép chúng con hòa trong không khí Vu Lan thắng hội, đượm nhuần thêm ý nghĩa màu hoa cài trên áo. Tô
thêm sinh sắc của hồng hoa nhân ngày hiếu đạo. Hoa hồng vàng giải thoát thiêng liêng, dâng ba ngôi báu thiện duyên ở đời. Hồng đỏ duyên phước tuyệt vời, mẹ cha còn đủ ơn người khắc ghi. Hồng trắng đượm phúc chia ly, còn đâu cha mẹ hiện thì hôm nay. Mỗi nhà mỗi cảnh ai hay, thôi thì hiện hữu hiếu tình đầm sâu. Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu thương đẹp nhất ở đời. Cứ mỗi độ Vu Lan về, ta chọn hoa hồng làm biểu tượng để gắn lên trái tim những người con hiếu thảo. Hồng đỏ thắm tượng trưng cho những người con may mắn còn cha còn mẹ ở trên đời, để sẻ chia cho những ai mất cha mất mẹ bằng những đóa hồng trắng nhạt. Đặc biệt hơn là hoa hồng vàng sẽ được cài lên áo chư tôn đức, những bậc thầy mô phạm của nhân thiên, tiếp nối bản hoài của chư Phật mà thực hành đại hiếu, dạy cho chúng sanh về hiếu đạo và chí nguyện trên cầu Phật đạo, dưới cứu độ chúng sanh. Bởi người xuất gia không chỉ cứu độ cha mẹ của đời này, mà còn cứu độ cha mẹ của nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Với ý nghĩa cao cả đó, giờ đây chúng con xin thành tâm cài lên những đóa hồng vàng màu huỳnh y giải thoát. Chú Tiểu Nguyên Tịnh kính dâng những lời thơ nói lên tâm cảm của người con hiếu đạo nhân ngày Vu Lan báo hiếu. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni và quý Phật tử, con pháp danh là Nguyên Tịnh, hôm nay con xin phép đọc bài thơ mừng đón Vu Lan, tác giả của ni trưởng Thượng Thuần Hạ Trí. Trong khung cảnh tưng bừng Vu Lan hội, nghe âm vang tiếng gọi mẹ hiền ơi, tiếng thiêng liêng cao quý nhất trên đời, như suối mát, như trăng rằm tỏa rạng, như bát ngát trời xanh không giới hạn. Lòng mẹ hiền sâu thẳm rộng mênh mông, hạnh phúc thay ai nhận được đóa hồng, cài lên áo lòng vui mừng còn mẹ. Hãy về vội ngồi kề bên thỏ thẻ, mẹ hiền ơi, mẹ lắm mẹ ơi, mẹ là người con yêu quý nhất đời, mong cho mẹ được an vui thanh thản. Ai bất hạnh vì mẹ hiền quá vãng, nên mở lòng thương khắp mẹ trần gian. Vì biết đâu trong nhiều kiếp lang thang, đó là mẹ, là cha, là ruộng thịt. Thật vạn phước sớm vào dòng họ Thích, được thấm nhuần giáo lý Đức Phật Đà, nguyện gắn tu cho trí tuệ nở hoa, để đền đáp bốn ân sâu khó trả. Lòng thành kính cầu mong cho tất cả, tâm an bình mừng đón lễ Vu Lan. Ai đã bao lần dừng lại trên phố quen, ngạ nón đứng chào xe tang qua phố. Ai mất mẹ sao lòng con hoảng sợ,
tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Cầm đóa hoa trên tay, cài lên ngực áo, xin quý vị hãy quán tưởng rằng trong mỗi bông hoa đều có hình ảnh diệu hiền của mẹ. Trong mỗi bông hoa đều có hình ảnh nghiêm nghị của cha. Từng cánh hoa là những giọt nước mắt, là những giọt mồ hôi sớm tảo tần của cha mẹ. Cha mẹ dù mất hay không, dù mất hay còn, nhưng người vẫn còn đang hiện hữu trong chúng ta. Qua hơi thở, qua nhịp đập của trái tim, qua dòng máu đỏ tươi đang lưu thông trong huyết quản, xin hãy hướng nguyện về cha mẹ bằng tất cả những gì tôn kính nhất. Kính bạch trên quý ngài, kính thưa toàn thể liệt quý vị, để cho buổi lễ hôm nay được thập phần viên mãn và để cho hàng Phật tử chúng con hiểu rõ và biết thêm về đạo lý tri ân và báo ân đối với hai đấng sinh thành một cách cao cả nhất, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Đạo hiệu Thích Nguyên Bình, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Bà Rịa, ban cho hàng Phật tử chúng con những lời đạo từ. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Ta Bà Giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chúng Minh. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của ngày hội báo hiếu Du Lan Thắng Hội tại chùa Bảo Hải, vào giờ phút thanh tịnh này, thay lời cho hiện tiền chư đại đức tăng già có vài lời cùng đạo tràng Phật tử. Kính thưa toàn thể những người con Phật mong báo hiếu trong ngày đại lễ Vu Lan sáng hôm nay. Vu Lan Thắng Hội là ngày hội báo hiếu của tất cả những người con đạo, và trên tinh thần đó, báo hiếu là hạnh lành, là phước báo, là vô biên công đức để cho tất cả mọi người trưởng phước lành, rồi từ đó chúng ta được an lạc trong cuộc sống hiện tại cũng như vị lai. Đặc biệt với truyền thống phương Đông thì hạnh hiếu được coi là nền tảng, là đầu muôn hạnh, từ Nho giáo, Lão giáo cho đến trong Đạo Phật đều khắc ghi ca ngợi những tấm gương hiếu hạnh. Nhưng mà thưa đại chúng, nếu đối với Nho giáo thì người ta chỉ bảo là phụng thờ cha mẹ, hết lòng sớm chiều hầu hạ, dương danh sự nghiệp, có gia đình con cái, cũng như khi cha mẹ mất đi thì tế lễ thành kính, khóc lóc thảm thương để báo hiếu trên tinh thần danh tướng. Thì Lão giáo cũng khẳng định cho chúng ta một cái điều rất quan trọng là muốn thành tựu tiên đạo, muốn thành bậc xuất trần thì phải báo hiếu trọn vẹn. Riêng đối với Đạo Phật thì từ vô lượng kiếp hành Bồ Tát Đạo, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni chúng ta trong vô lượng kiếp thực hành hạnh hiếu, từ làm chim quanh vũ, từ là những người con cho đến thái tử vương vị, ngài đều thực hành hạnh hiếu trong mọi phương diện cho đến khi
hành đạo thì Đao Lợi Thiên Cung vấn mẹ hiền nói pháp màu độ mẫu từ chứng quả và thành Ca Tỳ La. Trước khi phụ thân rút hơi thở cuối cùng, ngài độ cha già chứng quả vô sanh. Có thể nói rằng ngài đã thực hành trọn vẹn hiếu hạnh, làm lợi ích cho chúng sanh. Cho nên khi tôn giả Mục Kiền Liên thấy mẹ mình đọa ở trong ngạ quỷ, không phương tiện gì để cứu tế, thì Đức Phật thuyết pháp Lan Bồn để cho tất cả những người ngài cứu độ mẹ mình và làm cái phương tiện để cho tất cả những người con Phật ở vị lai làm phương tiện tế độ mẹ mình. Và trên tinh thần tu tập thì trong Bồ Tát Giới Phạm Vọng đã khẳng định hiếu thuận là pháp chí đạo, hiếu là giới, cũng là phương tiện cấm ngăn tất cả ác pháp và là nền tảng của muôn hạnh lành. Và tất cả chư Phật Bồ Tát Hiền Thánh, nếu muốn thành tựu đạo màu, nếu muốn siêu sanh tử khổ, thì đều phải thực hành hạnh hiếu trên tinh thần tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Hôm nay tại nơi đạo tràng Bảo Hải này, tất cả những người con Phật đã dẫn hết tâm thành thiết lễ trang nghiêm và dùng âm nhạc ca múa, cũng như bộc bạch hết những tâm tình để thực hành hiếu đạo. Thì chúng tôi xin nhắc nhở lại với tất cả những người con là lễ Vu Lan Thắng Hội là ngày hội báo hiếu, nhưng cũng chỉ là nhắc nhở cho chúng ta thực hành hạnh hiếu, ôn lại hạnh hiếu để cho những ai đó vì công ăn việc làm, vì sự nghiệp, vì pháp phương tiện gì đó chưa tròn hạnh hiếu thực hiện. Còn trên tinh thần báo hiếu thì có thể chúng ta phải khẳng định rằng làm sao trong mỗi thời mỗi khắc, mặc dù chúng ta đang tạo dựng sự nghiệp, làm tất cả mọi điều gì đó, nhưng vẫn làm sao luôn nhớ báo hiếu cho cha mẹ mình, chứ không phải đến ngày lễ Vu Lan Thắng Hội mới thực hành hạnh hiếu. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của đạo tràng vào giờ này, mong rằng tất cả những người con Phật đang hoan hỷ chí thành báo hiếu, thực hành hiếu hạnh được trọn vẹn, không chỉ trong hiện tại mà chúng ta đem hạnh hiếu này khắc ghi trong tâm khảm, chẳng những trong hiện kiếp mà vô lượng kiếp về sau. Chúng ta thực hành hạnh hiếu được trọn vẹn, chẳng những chỉ báo hiếu cho cha mẹ của mình, mà làm sao chúng ta trải rộng thực hành hạnh hiếu. Hiếu kính cha mẹ là bước đầu, và biết tôn kính ngôi Tam Bảo, biết nhớ ơn của các bậc thầy đã dạy đạo đức, đã dạy pháp môn tu hành, cho đến những bậc tôn thầy đã dạy cho chúng ta tri thức truyền trao, cũng như phải luôn khắc ghi về công hạnh. Chúng ta phải luôn nhớ rõ là chúng ta là người con trong một đất nước, thì làm sao trong mỗi một bước chân đi,
mỗi một việc làm ứng dụng trong xã hội, chúng ta làm sao thể hiện rõ nét đẹp truyền thống của dân tộc và phát huy xây dựng đất nước này ngày càng phát triển, phồn vinh, thịnh vượng. Và xa hơn nữa, trên tinh thần báo hiếu, làm sao khi hướng đến với tất cả cộng đồng sanh chúng, trên tinh thần Bồ Tát Đạo, chúng ta phải nhớ rõ rằng tất cả chúng sanh luân hồi các nẻo xung quanh ta, dù gần xa, đều là bà con thân thuộc, quyến thuộc của mình trong nhiều kiếp. Để rồi trải rộng tâm tình, đem tình thương đến khắp tất cả muôn nơi, muôn loài. Và xa hơn nữa, chúng ta xây dựng chẳng những là đất nước này mà thế giới này trang nghiêm thanh tịnh, trên tinh thần tịnh độ an lạc, bằng tâm đại từ đại bi đại hỷ đại xả, như lời Đức Thế Tôn đã dạy. Cuối cùng, trước khi dứt lời, kính chúc tất cả những người con hiếu, những người đã nhát tâm tổ đóng góp vào buổi lễ báo hiếu tại nơi chùa Bảo Hải này, cho đến tất cả những người con hiếu hạnh trên đất nước Việt Nam, trên tại thành phố Bà Rịa này, một mùa Vu Lan an lạc, thù thắng và phước trí trong chánh pháp Như Lai. Toàn thể Phật tử chúng con vô cùng xúc động trước lời giáo huấn của Thượng Tọa Chứng Minh. Chúng con xin thành tâm ghi nhớ những lời pháp âm vàng ngọc ấy, và nguyện tinh tấn tu hành để khỏi phụ lòng kỳ vọng ở quý Ngài.